Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta tiếp tục luôn được không ạ? Vâng, tôi sẽ nói tiếp về cái phần ngoại hình, phần bên ngoài của một cái kinh nghiệm sale của một cái người gọi là best seller, một cái người bán hàng chuyên nghiệp thực sự và coi trọng cái nghề bán hàng của mình và muốn phát triển với cái nghề nghiệp này, muốn trở thành đỉnh cao của nghề bán hàng, muốn tăng được thu nhập, đúng không? Thế thì như hôm trước, bài trước tôi đã trình bày về ngoại hình, bao gồm là trang phục, bao gồm là phong thái, lời nói, nụ cười, được chưa ạ? Đó, và tôi cũng đưa ra một số những cái gợi ý căn bản về ngoại giao tiếp. Thì cái bài học này là tôi sẽ nói rằng gì ạ? Cái phần bên ngoài, cái phần mà người nhìn thấy được của một cái kinh nghiệm sale của một cái người rất là chuyên nghiệp, một cái người mà có thể sẽ trở thành thành công trong cái lĩnh vực bán hàng, đó là phải sự chuẩn bị về công cụ bán hàng, hay trong tiếng Anh người ta gọi là bộ sale kit. Vâng, bộ siêu kit. Kit là một bộ đấy. Vâng, kit. Thế thì công cụ bán hàng hay còn gọi là siêu kit ở đây bao gồm những cái đồ vật gì và ý nghĩa của nó như thế nào? Tại sao chúng ta phải sử dụng nó? Đúng không ạ? Vì ngày nay, bây giờ chúng ta sẽ bán hàng chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ bán hàng theo phong cách hiện đại. Khách hàng là chúng ta phải thuyết phục họ rất nhiều bằng rất nhiều các minh chứng, bằng rất nhiều các hình thức công nghệ thiết bị hỗ trợ. Đó, thì chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị. Thứ nhất thì tôi cho rằng là đó chính là máy tính xách tay. Vâng, máy tính xách tay. Đây là cái công cụ hết sức cần thiết cho những cái người làm bán hàng như chúng ta. Các bạn có thể để những cái file tài liệu, bản mềm, video vân vân để trong cái máy tính xách tay đó. Và các bạn mang đi, các bạn mở ra, các bạn trình chiếu cho khách hàng thấy. Có đúng không ạ? Vâng. Tiếp tục đó là các bạn sẽ cần đến điện thoại di động. Vâng, đương nhiên rồi. Điện thoại di động thì càng xịn càng tốt, đúng không ạ? Smartphone, iPhone hay là Samsung hay là Sony gì đó. Vâng, đời cao thì tuyệt vời mà đời thấp thì cũng không sao. Tất nhiên thì người ta hay có cái hình thức là trông mặt mà bắt hình dong, đúng không ạ? Chúng ta đôi khi chúng ta cũng không bị đánh giá là tốt hay là không tốt qua những cái thiết bị chúng ta sử dụng, nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta cố gắng, vâng, chúng ta cố gắng thôi là sử dụng những cái thiết bị nó tốt nhất cho công việc, nó tốt nhất cho công việc. Tôi nghĩ nếu như một cái kinh nghiệm sale và bán hàng trong những cái bối cảnh hoàn toàn khác nhau, cái mức độ đắt rẻ của các thiết bị này nó phụ thuộc vào sản phẩm. Nếu như mà bạn mà tiếp xúc với một khách hàng mà đi xe Rolls-Royce, đúng không ạ, hay là họ đi siêu xe, họ ở nhà lầu, biệt thự mà các bạn sử dụng một cái điện thoại di động nó, tôi lấy ví dụ thôi ạ, nó quá là thấp, đúng không ạ? Nó quá là xấu, nó quá là cũ, nó quá là rẻ tiền, thì tôi nghĩ rằng các bạn cũng khó nhận được cái sự thông cảm, sự thiện cảm của khách hàng. Đấy. Tất nhiên không phải ai cũng thế, nhưng mà đấy là cái phần về mặt hình thức đó. Chúng ta phải sử dụng điện thoại di động, thậm chí là sim số đẹp. Sim số đẹp cũng là một lợi thế đối với một người bán hàng. Rõ ràng nếu mà các bạn gọi đến bằng một cái số tứ quý, số ngũ quý, số lục quý thì chắc chắn rằng là cái việc tiếp xúc của các bạn với khách hàng sẽ trở nên rất chuyên nghiệp, có đúng không ạ? Và thứ ba nữa là tôi muốn nói về sổ bút. Đấy. Một người bán hàng chuyên nghiệp chúng ta luôn phải có sổ bút bên mình để làm gì? Khi bắt đầu đi gặp khách hàng, đấy, thì chúng ta sẽ bỏ máy tính ra đây, để điện thoại đây, bỏ sổ bút ra đây, bỏ danh thiếp ra đây, chúng ta sẽ để sẵn như thế. Chúng ta đợi khách hàng đến, bắt tay chào hỏi, trò chuyện, và chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta tưởng tượng ra một cái bộ công cụ như vậy, rất là chuyên nghiệp, đúng không? Sổ bút để làm gì? Để ghi chép lại, ghi nốt lại những cái ý chính, những cái nhu cầu, những cái mong muốn, những cái sự quan tâm và những cái thông tin của khách hàng. Chúng ta đừng cho rằng là đầu óc của chúng ta sẽ nhớ được hết, bởi vì có thể một khách, hai khách chúng ta nhớ được, nhưng 10 khách, 20 khách bắt đầu chúng ta nhầm lẫn, 100 khách, 200 khách chúng ta sẽ không thể nhớ được, đúng không ạ? Vâng, thế đấy là lý do tại sao mà chúng ta nên có sổ bút và có những hình thức ghi chép phù hợp. Sổ tay, sổ nhỏ cũng nên sang trọng một chút, được chưa ạ? Vâng. Thứ tư đó là chúng ta sẽ phải cần những catalog hàng hóa. Vâng. Trong tất cả các ngành nghề hiện nay thì họ đều cần có catalog giới thiệu về các sản phẩm, các dịch vụ và các cái chương trình của chúng ta. Đó, thế thì chúng ta cần phải thiết kế catalog và in ấn catalog cho khách hàng. Tiếp tục đó là chúng ta sẽ cần đến những cái bảng báo giá, những cái hợp đồng mẫu, đúng không ạ? Hay là những cái bảng đánh giá, những cái tài liệu minh chứng, tóm lại là paper đấy, các loại giấy tờ đấy,
để chuẩn bị sẵn trong một cái tập clear bag hoặc là trong một cái tập mà phong bì rất là đẹp, rất là lịch sự, đúng không ạ? Vâng. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ cần phải đến có những cái công cụ như là media quảng cáo, thí dụ như là video, thí dụ như là hình ảnh, thí dụ như là đường link website, đúng không ạ? Hay là Facebook, hay là những cái feedback của khách hàng. Thì tất cả những cái thứ này chúng ta sẽ có thể phải quay, phải chụp, phải thuê, phải mướn để có được, để trở thành một cái tài nguyên để bán hàng. Được chưa ạ? Vâng. Ví dụ như các cái video nói về sản phẩm, các cái TVC quảng cáo, hay là video khách hàng nói về chính sản phẩm của mình, bên thứ ba nói về sản phẩm và dịch vụ của mình, vân vân. Đó. Tiếp tục đó, chúng ta sẽ cần đến danh thiếp. Vâng. Danh thiếp thì chúng ta cũng nên chuẩn bị, và hiện nay thì trong cái thiết kế danh thiếp thì các anh chị có thể gắn mã QR code vào để các cái điện thoại di động người ta có thể quét cái mã QR code này, cũng là nhận ra mình, cũng là một cái sự khác biệt, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta cần đến cặp sách hoặc ba lô. Tất nhiên là cái cặp sách và ba lô nó tùy từng phong cách của người làm sale, tùy vào cái quy định, được chưa ạ? Có thể đấy là một cái cặp da rất là đắt tiền, nhưng cũng có thể đấy là một cái ba lô cũng rẻ tiền thôi. Tôi không muốn so sánh cái chuyện đắt tiền hay rẻ tiền. Tôi muốn nhấn mạnh vào việc là sản phẩm nào, dịch vụ nào, mức giá nào thì sẽ có bộ sale kit tương ứng. Có bộ sale kit tương ứng, được chưa ạ? Thế rồi chúng ta có thể là cần có những cái sản phẩm mẫu, sample, đúng không ạ? Các cái sản phẩm mẫu đấy chúng ta để sẵn trong cặp của chúng ta, để chúng ta có thể cho khách hàng xem, thấy, sờ được. Tất nhiên đấy là những cái sản phẩm hữu hình. Còn sản phẩm dịch vụ thì đôi khi chúng ta không thể mang đi được, đúng không? Nhưng nếu là phần mềm thì chúng ta cho vào máy tính, cho vào điện thoại thì khách hàng có thể xem được ngay. Đó. Rồi thì chúng ta có thể sẽ có những cái phần mềm bán hàng. Đấy, rồi thì phần mềm CRM hay còn gọi là phần mềm chăm sóc khách hàng, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta phải có phần mềm note, tức là để ghi chú, phần mềm đặt lịch hẹn, meeting, event, vân vân. Thì bây giờ trên thị trường có rất nhiều các cái phần mềm kiểu như vậy. Chúng ta có thể cài vào điện thoại, chúng ta có thể cài vào máy tính để chúng ta đặt lịch cho nó chuyên nghiệp, tránh cái việc chúng ta quên, đúng không? Thế thì tôi nói rồi ạ, cái công cụ bán hàng thì nó có rất nhiều chủng loại. Thì đây là một số những cái chủng loại cần thiết để chúng ta có thể áp dụng chung cho nhiều người. Đấy, bởi vì tôi đang đào tạo một cái chương trình sale, kênh of sale nói chung, chứ tôi không dạy sale cho ngành du lịch, hay là ngành làm tóc, hay là ngành thời trang, hay là bán phần mềm. Tôi không dạy chung như vậy, cho nên các anh chị sẽ áp dụng vào cái công việc của mình. Ờ đấy, ông này ông nói là có những cái thứ như thế, mình xem là cái thứ như vậy đã đủ chưa, mình có cần bổ sung thêm cái gì không, chứ không nhất thiết là phải nghe theo ông ý là phải có từng này, hay là phải có nhiều hơn hay phải có ít hơn. Chúng ta liệu cơm gắp mắm. Cái thứ hai nữa là ta sẽ nói về cái mức độ sang trọng của cái bộ sale kit này. Thế thì ví dụ tôi kể với các bạn nghe, hãng Rolls-Royce ở Việt Nam là in một cái quyển catalog đấy. Thì bạn tôi có kể chuyện là bạn tôi là một cái người thiết kế đồ họa và in ấn, tôi chơi khá là thân. Anh ta nói chuyện là bên Rolls-Royce họ đặt in 100 cuốn catalog đó. Và với một cái chất lượng in là cao nhất, giấy in rất đắt tiền đó. Và một cuốn như vậy họ trả rất nhiều tiền để có một cái cuốn catalog của Rolls-Royce. Tuy nhiên cái sự ấn tượng mà trong cái chi tiết mà anh kể là một cái câu chuyện như này, là kể từ lúc in cái trang đầu tiên thì phía Rolls-Royce Việt Nam đã cử một người đến đấy và xem xét từng cái trang in một, kiểm soát toàn bộ cái quy trình in để tránh cái việc là bị tẩu tán, bị in quá, in thừa, mất đi hoặc là bị lấy cắp, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Và đặc biệt là họ mua thêm 10 đôi găng tay bằng vải đấy, bằng cái đôi găng tay mà vẫn hay để sử dụng trong ngành in ấy, đấy, để bắt nhân viên đeo vào, để trước khi mà cầm vào cái những cái trang đấy phải đóng thành quyển, bởi vì họ không hề muốn có một cái vân tay nào được thể hiện, được dính ở trên cái cuốn catalog như vậy. Tức là điều đấy cho thấy rằng là cái mức độ tỉ mỉ, cái mức độ đẳng cấp, cái mức độ sang trọng của một cuốn catalog bán một chiếc xe Rolls-Royce nó cũng đã rất là khác rồi, đúng không ạ? Tôi giả sử nếu mà tôi là sale, tôi giả sử thôi, của một cái hãng xe siêu xe bán 5 tỷ, 10 tỷ, thậm chí Rolls-Royce là mấy chục tỷ, đúng không ạ? Vâng.
thì chắc là trang phục tôi sẽ phải mặc như thế này, nước hoa thơm đúng không ạ, đồng hồ đắt tiền đấy, thế rồi thì sổ cũng là sổ da rất xịn đúng không ạ, và các tờ lớp rất xịn, cặp sách cũng rất xịn đấy. Tôi nói thí dụ như vậy thì cái chuyện xịn hay không xịn ở mức độ nào nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái khả năng tài chính, phụ thuộc vào sản phẩm, phụ thuộc vào dịch vụ và mức giá bạn đang phục vụ khách hàng nào. Các chị có đồng ý với tôi không ạ? Vâng, nếu đồng ý thì hãy ghi vào ngay và hãy áp dụng, hãy xem là mình đang thiếu công cụ gì nha trong bộ công cụ bán hàng này và hãy chuẩn bị ngay. Đấy, còn nếu như các anh chị có nhiều hơn số công cụ này mà tôi đang liệt kê ở đây thì xin chúc mừng các anh chị, điều đó không có gì phải lo lắng cả, điều đấy rất tuyệt vời. Còn ít hơn cũng không sao, hãy cân nhắc về cái chuyện là mình thiếu cái gì mình có thể bổ sung được và bổ sung nó cho hết vào trong cặp. Đấy. Và tất nhiên thì chúng ta có rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải làm cho nó thật là đẹp, thật là chuyên nghiệp, thật là sạch sẽ, đúng không ạ? Chứ không thì cứ mở ra nó rối tinh rối mù lên, rồi cái cặp sách chúng ta cầm thì nó sờn, nó bạc, nó đi mưa gió, nó bẩn, đúng không ạ? Nó cáu cạnh lại thì thực ra thì cũng không thể nào nói là em đã có bộ đủ bộ siêu kit rồi, đúng không ạ? Thế rồi máy tính đến thì mở ra thì ôi em xin lỗi nó hết pin, đúng không ạ? Ôi em xin lỗi chuột nó không chạy, rồi phần mềm nó bị đơ, khách hàng họ sẽ không đánh giá cái chuyện đó cao. Và khi chúng ta có những cái bộ công cụ này, chúng ta phải kiểm soát, chúng ta phải kiểm tra và thay mới hàng ngày nếu như mà điều đấy là cần thiết, được chưa ạ? Vâng, thì xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Và xin chúc các anh chị hãy chuẩn bị cho mình một bộ siêu kit thật là chuyên nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.